Xin chào các bạn nhé. Ông anh không có tặng cho mình con gà đó các bạn. Giờ mình làm đi làm thịt nữa là về làm món ăn nha các bạn. Mời các bạn đi với mình nha. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Quang Bò TV. Hôm nay anh Năm chị Năm á, các bạn có tặng cho mình con gà nè, gà cựa nè các bạn. Bây giờ mình nghĩ hoài không biết làm món gì thì mình tính xào lá giang nha các bạn. Xào lá giang bắt đầu mình ăn ha. Giờ trước nhất cảm ơn anh Năm chị Năm đã tặng cho mình con gà nhé. Cảm ơn anh Năm chị Năm. Rồi thành phần dùng con gà các bạn để mà xào lá giang á, thì mình có chuẩn bị ở đây là 3 cái củ tỏi cô đơn nha các bạn. Và 4 cái củ hành tím á, và 7 trái ớt nha các bạn. Và đây muỗng gửi ăn canh nước mắm ngon nha, một muỗng cà phê bột ngọt và một muỗng hạt niêm nha các bạn. Muỗng ăn canh hạt niêm ha. Và đây muỗng ăn canh đường nha các bạn. Để khi mình xào lá giang á thì nó chua, mình có cái đường làm cho dịu lá giang xuống nha các bạn. Rồi, mời các bạn đi làm với mình là cùng thưởng thức với mình nha. Đi chặt gà xong rồi là các bạn. Đây, mình chặt gà ra xong rồi nè ha. Thì để mình xào gà với gia vị này xong rồi á, cho gà nó mềm nó chín rồi á, thì mình sẽ bỏ cái này là bạc hà nha các bạn. Mình sẽ bỏ bạc hà vô mình trộn lên ha. Rồi ở đây lá giang mình sẽ dò đi nha các bạn. Mình có chuẩn bị thành phần lá giang vô đây là 10.000 nha các bạn. Để xào cho cái con gà ha. Rồi ở đây là hà ngò, ngò gai với rau ôm nha các bạn, với ớt để mình để sau cùng ha. Khi mình xào gà thì mình sẽ cho ớt vô cho nó ngon nha các bạn, nó cay ha. Rồi mời các bạn đi làm với mình nha, rồi thưởng thức với mình nha. Rồi giờ mình chuẩn bị cái chảo nè các bạn, mình cho 2 muỗng mỡ heo vô nha các bạn. Đó, 2 muỗng mỡ heo nha các bạn. Rồi mình ấy cho cái chảo cho nó nóng xong rồi mình bỏ tỏi với hành phê vô mình phi cho nó thơm lên ha. Rồi bắt đầu mình xào nha các bạn. Rồi giờ chảo nó cũng nóng rồi các bạn, mình sẽ bỏ tỏi vô nha. Hành luôn nha các bạn. Rồi mình xào lên cho nó thơm đều lên nha các bạn. Cho nó vàng ha. Thơm quá các bạn ơi. Quá thơm rồi. Rồi giờ mình sẽ đổ gà vô luôn nha các bạn. Đổ gà vô xào ha. Thùng quá. Thùng quá các bạn ơi. Nghe cái mùi là đói bụng rồi các bạn. Rồi giờ mình cho thành phần gia vị vô nha các bạn. Đây là đường, bột ngọt. Rồi hạt niêm. Nước mắm luôn nha các bạn. Cho xào, mình xào cho nó thấm cái gia vị nó vô cho nó ngon ha. Thơm quá các bạn ơi. Quá thơm. Mình để lửa nhỏ thôi nha các bạn, để lửa lớn quá không được, nó sẽ gà này nó hơi già đó các bạn. Mình để lửa nhỏ mình xào nó review á, cho nó rút gia vị vô cho nó thấm cho nó ngon nha các bạn. Rồi giờ mình cắt ớt bỏ tiêu vô luôn nha các bạn, cho nó thấm ớt rồi cho nó ngon nha. Gia vị tiêu rồi cho nó rút vô thịt đó các bạn. Tiêu ớt nó rút vô thịt gà cho nó ngon nha, ăn cho nó cay cay cho nó hấp dẫn nha các bạn. Rồi mình sẽ bỏ tiêu vô luôn ha, gắt tiêu vô luôn cho nó xào cho nó thấm gia vị vô nó rất là ngon nha các bạn. Rồi mình sẽ đảo gà lên nha. Thơm quá các bạn ơi. Quá tuyệt vời. Quá ngon rồi các bạn ơi.
Rồi mình sẽ để lửa riu riu nha các bạn. Rồi mình để cho nó rút nước rồi tí xíu nó sẽ chín, nó giật cái xương rồi mình thấy nó bốc nó chín rồi, bắt đầu nó mềm rồi, bắt đầu là mình sẽ bỏ gia vị vô rồi mình nhắc xuống nha các bạn. Mình bỏ bạc hà vô ha, lá giang vô ha. Lá giang mình bỏ trước rồi bạc hà mình bỏ sau, rồi mình bỏ hòn ngò ôm với lại ngò gai ha. Rồi mình nhắc xuống. Giờ mình nghĩ nãy giờ mình xào được 30 phút rồi các bạn. Mình giờ dở ra mình coi gà nó cũng được, mình bỏ lá giang vô nha các bạn. Rồi giờ mình bỏ lá giang vô xong là mình đổ đảo đều lên, mình bỏ bạc hà vô là mình nhắc xuống ha. Đó, mình bỏ lá giang vô mình đảo cho nó đều lên nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ đảo lên ha. Đây, cho lá giang nó xuống dưới nha các bạn. Đó, mình đảo đều lên ha, xong rồi mình bỏ bạc hà vô cái mình nhắc nó xuống, mình đảo nó đều lên cái nữa cho bạc hà nó chín. Các bạn phải xào cho bạc hà nó chín nha các bạn. Bạc hà không chín đôi khi ăn bị ngứa miệng nữa các bạn. Tại người ta trồng, giờ ta trồng bằng trấu bằng gì đó các bạn ơi. Ăn hay bị ngứa miệng, cho nên mình thử mình phải xào cho nó chín bạc hà ha. Rồi giờ mình bỏ bạc hà luôn cái vô luôn nha các bạn. Gà nó cũng mềm rồi đó. Nãy giờ mình làm 30 phút rồi hả các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình cho bạc hà vô ha. Rồi mình sẽ đảo đều bạc hà lên. Hoặc có thể các bạn đậy nắp cũng được, đậy nắp cho bạc hà nó chín cũng được đó nha các bạn. Rồi mình đậy nắp đi cho bạc hà nó chín đi nha các bạn. Bạc hà thì nó dễ chín nhưng mà phải để cho nó chín, nếu không nó ngứa nha các bạn. Rồi mình nghĩ bạc hà chắc cũng được rồi các bạn. Giờ mình dở ra mình đảo lên ha. Nãy giờ mình đậy nắp á các bạn. Thơm quá các bạn ơi. Giờ mình sẽ đảo bạc hà rồi mình nhắc xuống nha các bạn. Mình cho lại thằng bàn ha. Rồi các bạn dùng với mình ha. Đảo bạc hà lên cho nó đều lên nha các bạn. Cái này mà không chín là ăn nó bị tăng tăng, cái miệng nó ngứa ngứa tăng tăng nha các bạn. Cho nên bạc hà mình ăn cái gì bạc hà mình phải cho nó chín chín tí nha các bạn. Rồi giờ mình chuẩn bị mình múc ra dĩa nha các bạn. Rồi mình cho ngò ôm ngò gai vô ha, ớt vô. Rồi giờ làm xong rồi các bạn, mình bê lại bàn ha. Rồi mình bỏ ngò gai ngò ôm với ớt lên đó các bạn. Rồi các bạn thấy hấp dẫn không, quá ngon rồi các bạn. Gà cựa quá ngon rồi ha. Đây, mình vừa làm đem lại nè các bạn, mình có chuẩn bị chén nước mắm ha. Và đây là chén cơm, còn cái dĩa đó mình để xương nha các bạn. Rồi mời các bạn xem cận cảnh với mình ha, các bạn thấy hấp dẫn không? Quá ngon rồi các bạn ơi. Gà cựa thịt nó đen như là thịt trâu đó các bạn. Con này ăn là ngon lắm. Quá tuyệt vời rồi các bạn ơi. Ngon quá. Bạc hà nó thấm á các bạn. Bạc hà nó thấm gia vị, nó thấm cái nước của lá giang với cái gia vị mình xào đó các bạn. Nó ra nước cực kỳ ngon, quá tuyệt vời, ngon quá. Các bạn cứ làm thử một lần giống như mình, ăn gà cựa rất là ngon, thịt thơm mà ngon nha các bạn. Không tưởng được. Quá tuyệt vời. Đây cái lõi đùi này đó. Đây là cái xíu quách đùi. Ê, cầm cho nó chắc các bạn. Xin mời các bạn nhé. Quá ngon, không có mỡ nha các bạn. Thịt cũng khô.
dẻ chắc. Quá quá cực kỳ. Con gà các bạn dễ ăn. Các bạn biết không, món gà nó đơn giản, làm lông nó lẹ quá, thì nó cũng rất là ngon nha bạn. Riêng con gà các bạn làm nó nhanh, nhặt lông nó dễ, còn con vịt nào mà lông con nhiều các bạn nhặt lông cũng cực, cho nên mình thích ăn gà hơn vịt, cũng vẫn ăn vịt vậy các bạn, nhưng mà ít hơn. Gà làm nhanh, dễ làm, dễ ăn các bạn. Gà luộc, lá chanh gà, hấp hành, hấp gừng gà, ôm sả ớt gà, làm nói chung gà là dễ làm nhất các bạn. Nhiều món, vịt cũng vậy, nhưng gà làm dễ làm, nhanh hơn, nhanh ăn hơn. Gà nướng y, gà nướng mọi, gà nướng mắm nhỉ đúng, gà nướng muối ớt, gà nướng siêu cay. Thịt ăn nó thơm luôn, chắc mà nó thơm, không có mỡ đâu, mà gà không có mỡ, gà cựa là không có mỡ, gà mái thì nó còn có mỡ, gà mái dầu, gà mái già nó còn có mỡ, riêng gà cựa là không có mỡ, rất là ngon. Tuyệt vời. Ngon quá. Quá ngon rồi các bạn. Ở đây các bạn biết không, có mấy con chó nhà kế bên với chó mình, hai mấy con gặp lại nhau chiến đấu la um sùm các bạn. Tối ngày các bạn. Có mấy con chó trước nhà cửa người ta nuôi chứ, mà cưng lắm. Tối ngày tắm xà bông, mình nhà cũng có con chạy lon con ra trước quậy nghịch. Ngon quá. Để mình làm miếng ngay chỗ cái đùi nó, các bạn kế cái đùi. Đây, miếng này kế là cái đùi, bẻ đùi luôn. Đây. Miếng này là cực kỳ ngon rồi các bạn. Đây, xin mời các bạn nhé. Quá cực kỳ luôn. Da giòn khéo, giòn quá ngon.
ngon quá. Quá ngon rồi, quá. Vị chua chua không à? Có miếng đường nó dịu, dịu bớt cái chua. Ra chua chua ngọt ngọt, rất là dễ ăn. Mà ăn không ngán nha bạn. Ăn không ngán, ngon. Ngon quá. Quá tuyệt vời. Ngon quá các bạn ơi. Các bạn cứ làm thử giống như mình một lần đi. Các bạn ăn các bạn thấy rất là tuyệt vời, rất là ngon. Thôi thì chắc có lẽ tới đây mình xin dừng video đây. Hẹn các bạn video clip ngày mai mình sẽ cố gắng làm những món ngon hơn cùng các bạn thưởng thức với mình nha. Nếu các bạn thấy kênh mình hay, các bạn nhớ đăng ký ủng hộ. Đừng quên phần bình luận bên dưới chia sẻ ha. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nha. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ, tươi trẻ mãi không già. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.